Hi, lại là mình Linh Tinh Thích Thì Làm đây. Cảm ơn bạn đã chọn xem video này. Thì video này mình bắt đầu cái hành trình chinh phục đỉnh núi Nam Căn Hồ Thao. Hiện tại thì mình đang đứng tại Hố Mít, một cái địa điểm thuộc tỉnh Lai Châu. Tụi mình sẽ đi Nam Căn Hồ Thao theo cái con đường đó, là đường lên thì tụi mình sẽ đi từ Lai Châu, và khi mà đi về thì tụi mình sẽ từ trên đỉnh để đi về hướng Lào Cai. Đoàn mình thì có 20 người cộng với 12 porter nữa sẽ là cả đoàn sẽ là 32 người. Mong bạn yêu thương và ủng hộ kênh cũng như theo dõi hành trình của mình bằng cách nhấn thích video này, và cực kỳ các bạn ơi, vui lòng đăng ký kênh này giúp mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nào bây giờ chúng ta cùng lên đường. Tất cả 20 người cùng đi đường mà thể nào cũng phải tách ra thành khoảng 5-6 nhóm tùy theo sức khỏe của mỗi người. Đầu phải lên trước cả tiếng đồng hồ, tốt cuối mới lên nơi. Nhưng mà cũng sẽ tách ra khoảng thành khoảng 3-4 nhóm. Long 36 tuổi. Yeah, let's go. Đường mòn từ cái đường của khu dân cư đi vô trong bìa rừng, đi ngang qua một cái bản. Ủa, bản này là bản của người dân tộc nào ta? Mông hả? Bây giờ là 11 giờ 16 phút. Theo track log thì cái điểm này là ở độ cao 1.200m so với mực nước biển. Hôm nay thì hiện nay thì trời mưa ráo, khô ráo. Nhưng mà đoàn tụi mình xuất phát hơi trễ cho nên giờ khá là nắng. Wow, núi non thiệt là hùng vĩ, thu vào tầm mắt. Có chiếc cầu tre bắc ngang qua suối. Không có suối. Và đây cũng không phải cầu tre. Cao thật cao. Cầu chín rồi đó. Cầu chín rồi, ngâm nước. Ủa, ngâm nước để làm chi anh? Vâng. Nhưng ý là để làm cái gì á? Ngâm để ao thôi. À, cho nó nguội á hả? Hi. Bây giờ là 12 giờ trưa và cả đoàn sẽ dừng ăn trưa trước khi mà leo cái con dốc trên này. Anh Sùng, buổi trưa nay có gì anh Sùng? Có hoa quả với cái đầu gậy nó đi đâu rồi anh? Cơm lam. Cơm lam à? Cơm lam với giò. Giò. Món ăn truyền thống của những buổi trưa. Đây chưa đang cơm lam nha mọi người, cơm lam với giò. Hay là cách đập cơm lam nha. Anh dạy là đập ở cái đầu mắt này nè thì nó sẽ dễ tách hơn so với là tự tách ở đầu này. Đây. Em nào? Đây, đây. Đó. Đập vào đầu gối. Không nhận. Chết. Bé không ăn chay à? Sao xin nào? Mới đi thôi nhưng mà mọi người đã ăn uống rất là nhiều nở nhá. Cắt thêm. Con ăn giò chay à? Trời, nó ăn giò rồi. Đó, đi ăn giò rồi. Đó, cho mình chay. Mình ăn rồi mình luôn. Sau 20 phút ăn trưa thì bây giờ cả đoàn lại tiếp tục di chuyển. Dự báo rằng là từ đây cho đến chiều là sẽ leo dốc dừng đứng. Thì mình đang đi qua một cái đoạn đá nằm giữa suối. Cái đá này mà mùa mưa vô là chắc là ngập hết. Nước từ trên đầu nguồn nó đổ về là chắc sẽ ngập hết. Đây, sẽ mon theo cái con đường này này, rồi đi lên trên kia. Đó. Phê nhỉ. À, cũng chả cần. Cái thế chân cho nó cũng là được. Lên đi, em lên trước. Mọi người ơi, thú vị lắm. Cứu em ơi. Quá mệt. Ngầu đét. Quay quay, sau một con dốc kia là bây giờ lại tiếp một con dốc khác nữa nè. Đây mọi người nhìn nè. Wow. Nam Căn Hồ Thao là một cung khó vì cái sự đa dạng về địa hình. Tức là sẽ trải qua vừa dốc đá, dốc dựng đứng, rồi còn cả suối nữa. Đây.
trước mặt lại là một cái vách đá dựng đứng nữa. Địa hình của Nam Cang Hô Tao tính từ đầu buổi sáng đi tới giờ thì nó sẽ khá là nhiều những cái địa hình dạng vách đá như thế này. Suối, sông ở dưới. Kiểu này mà mưa mà nó xối từ trên kia xuống mà thôi luôn, chia tay tình đầu. Tháng 3 hoặc là đến cuối tháng 4 thì những cái tour leo núi nó sẽ kết thúc. Từ khoảng thời điểm tháng 5 đến tháng 9 thì nó sẽ rơi vào mùa mưa, cho nên mọi người sẽ không đi leo núi nữa. Đây lại một con dốc từ dưới kia lên, và đây là vách đá dựng đứng, dưới kia là vực. Ở đây thì họ neo một cái sợi dây, dây này giống dây điện quá ha. Dây điện. Cẩn thận, khúc này mà trượt chân là thôi luôn á. Yeah, bây giờ là 1:51 chiều. Cả đoàn đang dừng ở một con suối ở giữa rừng. Rồi, mọi người đang rửa ráy, nước suối rất là mát, siêu mát lạnh luôn. Wow. Nghỉ ngơi ở chút suối xíu rồi. Vẫn là chưa tới 2 giờ. Bây giờ cả đoàn sẽ leo lên con dốc này nè. Wow, đây con dốc này nè. Dốc đứng luôn. Dốc đứng, dốc đá luôn. Tại vì chắc nó có chỗ bỏ chân á. Lên, leo nữa. Đây. Một cái cầu thang. Cảm ơn những người đã dựng nên cái bậc thang này. Rõ ràng luôn. Không thì khúc này chịu luôn. Không có bậc thang này thì đúng là phải đu dây mà lên. Bây giờ là 2:10. Trên một cái mỏm đá treo leo mình đang đứng giữa rừng, và đây là ở độ cao 1.700m so với mực nước biển. Thì đỉnh Nam Cang Hô Tao nó sẽ nằm ở độ cao 2881. Cái tên gọi Nam Cang Hô Tao thì thú thực là tối qua Google nhưng mà không ra được tại sao nó lại có tên là Nam Cang Hô Tao. Bạn nào biết thì chỉ giúp mình với nha, bình luận giúp mình. Núi non hùng vĩ thiệt sự mọi người ơi. Bây giờ là 2:46, tầm này chắc đang ở độ cao hơn 1.800 rồi. Vẫn là những cái con dốc dài lê thê, dốc dựng đứng luôn. Mệt quá, siêu mệt luôn mọi người. Mệt quá, Nam Cang Hô Tao, Nam Cang Hô Tao mệt quá mệt. Chân nó rã rời. Đúng nghĩa là cà lết từng bước luôn. Trên những cái con dốc đứng dài thì giữa cái mỗi dốc thì dốc đứng tụi mình phải nghỉ. Đây, anh em đồng đội đang mãi miết leo đây. Dốc nó dựng đứng luôn á mọi người. Nè, sau đó là sau Nam là Lành với anh Long, mà chưa thấy bóng dáng Lành với anh Long nó bị khuất sau cái mém kia. Phê lòi. Cố lên Long ơi, lên đây được nghỉ chập nữa. 1834 mét. Mình leo được 4 tiếng rồi hả? 4 tiếng tròn. À đâu, hơn 3 tiếng. Hơn 3 tiếng. 4 cây tròn. Sáng giờ mới đi được 3-4 cây với 3 tiếng, hơn 3 tiếng leo bộ ở độ cao 1844 mét. Đám đuôi à. Nghỉ để cho nhẹ chém dốc tiếp. Đây này, trên kia lại là dốc tiếp. Ôi mẹ ơi. Chúng mình đang ở độ cao 2.000
không trăm hả, không trăm bảy mét hả? Vâng, đúng rồi. Đây, đây sẽ là một cái con dốc nữa, con giống dựng đứng nữa. Bạn Phật Tơ bạn bảo là qua con dốc này thì sẽ thoát khỏi nạn dốc và sẽ đi xuống đường đường xuống, rồi đi ngang thì sẽ tới láng. 3:50 mà dự kiến là 8 giờ tối mới lên tới láng. Ok, đi nè, không còn sự lựa chọn nào khác. Ok, let's go, chinh phục cái con dốc này. Dốc gì mà lắm dốc thế. Không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi Nam Cang Hồ Tao là Nằm Cán Hồ Tao đâu mọi người. Nó có lý do hết á. Nhưng mà không biết thực tế là có dân leo núi nào đã phải nằm cán chưa. Chứ cái này mà có người mà nằm cán xuống là cũng cũng là bình thường á, chấp nhận được á. Quá mệt. Quá quá nhiều dốc. Đây, lên tới đây là chưa hết dốc đâu, phải đi lên nữa. Quá mệt. Yes, bây giờ là 4:25. Cây con dốc treo leo này này ở độ cao 2100 bao nhiêu? 65 hả? 2165 rồi, chắc khoảng sắp tới rồi đó, sắp tới cái điểm chạy dừng chạy để nghỉ đêm rồi đó. Nhưng mà mệt quá mọi người. Quá sức là mệt luôn. Hết nước rồi, dọc đường có nước này, có nước suối để uống này. Mát lắm. Rồi, còn đây. Đây là những gì chúng tôi đã đánh bại nó. Một cái khung cảnh rất hùng vĩ của thiên nhiên. Kinh khủng, đẹp quá. Wow, đây. Đó, Nam Cang Hồ Tao toàn là những con dốc kiểu như này không nè mọi người. Kinh khủng. Bên này trên cao cho nên nó lạnh hơn rồi. Yeah, để xem mình sẽ lên tới cái điểm láng để nghỉ đêm là mấy giờ nha mọi người. Rồi, sắp ta hình như sắp hết con dốc này rồi mọi người ơi. Mọi người ơi, cuối cùng cũng kết thúc một con dốc Nam Cang Hồ Tao, chỉ có một con dốc mà thôi, nhưng đó là một con dốc bắt đầu từ cái điểm cái bảng mình đi là bảng gì, bảng Hố Mít, và lên tới đây luôn. Giờ mình sẽ đi tiếp một tiếng đồng hồ nữa, nhưng mà đi xuống và đi thoải thoải thì sẽ tới cái láng cỡ khoảng một tiếng đồng hồ nữa. Tới láng mình sẽ dừng chài nấu nước. Ô quá mệt. Hi, lại là mình Linh Tinh Thích Đi Làm đây. Sau một buổi mệt mỏi thì kết thúc tập đầu tiên với cái hành trình leo Nam Cang Hồ Tao với rất nhiều con dốc, với những cái khe suối mà hên là thời điểm tụi mình đi thì nó đang nắng, nó không có nước chảy, chứ nếu mà mùa mưa thì nước nó sẽ rất là mạnh, có thể sẽ phải dừng cuộc đua. Mình đang đứng ở giữa một cái view rất là đẹp. Video này, vlog này xin kết thúc tại đây. Nó sẽ còn nhiều tập sau nữa, mình để ở phần bình luận. Mong bạn ủng hộ kênh bằng cách nhấn thích, nhấn subscribe, đăng ký. Xin chào và hẹn gặp lại.